Xin chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì Las Vegas mừng cấp giấy kết hôn thứ 5 triệu. Las Vegas là thủ đô kết hôn của thế giới, mừng cấp giấy kết hôn thứ 5 triệu hồi cuối tuần vừa qua. Theo Nhật báo Las Vegas Review Junior vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 2 anh uh, louis bartonha và cô myra marires là cư dân của patterson california được cấp giấy kết hôn đặc biệt này cùng nhiều món quà tại clark county vào hôm chủ nhật theo um, thông cáo báo chí từ quận hạt này cũng như là thành viên của las vegas wedding chamber of commerce các chú vị buổi lễ mừng kết hôn của anh Bartonha và cô Ramirez là một phần trong chiến dịch 5 triệu câu chuyện tình kéo dài cả năm của kỹ nghệ đám cưới ở Las Vegas. Thông thường thì phòng cấp giấy kết hôn thuộc văn phòng của bà Goya cấp khoảng 600 giấy kết hôn vào ngày lễ tình nhân là vào ngày 14 tháng 2 năm ngoái. Nơi này đã cấp hơn 77.000 giấy kết hôn và dự trù con số đó năm nay sẽ vượt 80.000. Thủ tục cấp giấy kết hôn ở Clark County chỉ mất khoảng có 10 phút mà thôi. Mỗi năm, kỹ nghệ đám cưới đem về cho quần hạt này là khoảng 2 triệu, à, 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim, cái thú vị. Liên quan đến phần tin khác, thì Trump ra mắt ứng dụng mạng xã hội mới cựu tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai ngày 21 tháng 2 đã ra mắt ứng dụng mạng xã hội của riêng ông với tên gọi là Truth Social, một năm sau khi ông bị cấm khỏi ba trang mạng lớn gồm có Twitter, Facebook và YouTube, theo bản tin khoảng thông tấn AP. Truth Social hiện đã có mặt tại App Store với số lượng giới hạn dành cho những người đã đặt hàng từ trước. Những ai muốn tải ứng dụng có thể được thêm vào danh sách chờ và được cấp quyền truy cập trong vòng 10 ngày tới. Ngay khi vừa ra mắt, thì ứng dụng đã vướng trục trặc kỹ thuật với hàng loạt người ghi danh báo cáo là họ bị ngừng hoạt động suốt nhiều tiếng đồng hồ. Một số khác thì gặp vấn đề khi đăng nhập. Trang mạng xã hội dự trù sẽ không cung cấp lượt tham gia mới cho đến tháng sau ông trump thì kỳ vọng là trust social sẽ thu hút hàng triệu người theo dõi ông trên twitter khi ông hé lộ về cuộc tranh cử tổng thống lần thứ ba cổ phiếu của công ty có kế hoạch mua trump media và technology group công ty mẹ của trust social đã tăng vọt trong những tháng gần đây theo bảng xếp hạng của Apple, thì Trust Social trở thành ứng dụng miễn phí hàng đầu ở Mỹ vào sáng ngày 21 tháng 2, vượt qua cả game là Talking Ben the Dog dành cho trẻ em, dịch vụ phát trực tuyến HBO Max, TikTok, YouTube, Instagram và Facebook ông Trump đã bị cấm khỏi các trang mạng xã hội hàng đầu sau khi bị cáo buộc kích động bạo loạn ở trụ sở quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng vào năm ngoái. Lần này, với sự ra mắt của Trump Social, đảng Cộng hòa đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để kêu gọi quyên góp cho cuộc bầu cử. Ngoài ra, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và Quỹ lãnh đạo quốc hội cũng nhanh chóng kêu gọi đóng góp. Trong khi đó, liên quan tại Việt Nam, thì cháy nhà ở Garden Grove, một ông được cứu thoát. Một ông ở Garden Grove đang nguy kịch sau khi tìm thấy bất tỉnh trong căn nhà bị cháy vào sáng ngày thứ ba, ngày 22 tháng 2. Cứu hỏa Orange County loan báo trên Twitter, người này được đưa đi bệnh viện UC Irvine Medical đến chiều ngày thứ ba vẫn chưa có thêm thông tin gì về ông ta. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 44 phút sáng tại khu 8600 đường Tras gần tầng dưới căn nhà này. OCFA cho hay hàng xóm ngửi thấy mùi khói, nghe tiếng chuông báo cháy và dùng vòi nước tưới cây và bình chữa cháy để ngăn không cho lửa lan ra. Trước khi lính cứu hỏa đến nơi, OCFA cho biết là lính cứu hỏa tìm thấy ông nêu trên bất tỉnh trong phòng ngủ trên lầu của căn nhà này. Lúc đó thì khói mù mịt. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được điều tra cái thú vị Việt Nam thì đối diện với khó khăn kinh tế vì xăng dầu lên giá, giá xăng dầu leo thang nhanh chóng ảnh hưởng đến những hoạt động kinh doanh sản xuất tại Việt Nam và đang làm cho mọi người bùng trồn lo lắng. Chỉ hơn một tháng vừa qua thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã cho lệnh gia tăng giá xăng dầu 4 lần, ảnh hưởng đến mọi mặt từ người sử dụng xe cộ, công ty vận tải đến người dân đánh cá. Hệ quả tất yếu sẽ đẩy vật giá leo thang, làm lạm phát tăng cao, tăng trưởng kinh tế thì bị ảnh hưởng. Chiều ngày 21 tháng 2, Liên Bộ Tài chánh Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày cho một lần. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 961 đồng trên một lít. Giá xăng RON95 được điều chỉnh tăng 965 đồng trên một lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng là E5 RON92 là 25.531 đồng trên một lít và xăng RON95 là 26.285 đồng trên một lít. Theo báo Zing vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 2, theo nguồn tin này, đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2014 đến nay tạo áp lực lên các ngành vận tải khách, hành khách và hàng hóa. Khi phí vận chuyển tăng thì hàng hóa các loại không thể tăng. Cùng với tinh xăng dầu dùng dập tăng giá, lại có tin rất nhiều cây xăng phải đóng cửa vì hết xăng. Một số người thì nghi là chủ cây xăng găm hàng chờ bán giá mới. Trong bối cảnh cước vận chuyển liên tục tăng cao, giá nguyên vật liệu, phí đầu vào leo thang sau giá tăng dầu, nhiều doanh nghiệp cũng đã sản xuất lo ngại làm giá bán sản phẩm sẽ phải tăng lên. Báo dinh vào hôm thứ ba cũng dẫn ý kiến của phó giám đốc một công ty nói là chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào tăng cao đang là thách thức lớn nhất của hầu hết doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hiện nay. À, liên quan đến phần tin khác thì nạn trộm cắp tại um, phi trường ở tại Việt Nam đang gia tăng. Lực lượng an ninh phi trường Tân Sơn Nhất đã chặn bắt một ông hành khách trộm điện thoại của người khác tại phi trường Nội Bài. Theo báo tuổi trẻ vào lúc 3 giờ 10 phút sáng ngày 20 tháng 2, Trung tâm An ninh Hàng không Nội bài Hà Nội báo cho Trung tâm An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn về việc một hành khách đã lấy trộm điện thoại của người khác tại khu vực an ninh soi chiếu hành lý sách tay từ phi trường Nội bài nhờ xử lý. Khi chuyến bay VJ-127 từ Nội bài hạ cánh Tân Sơn Nhất, đội an ninh Tân Sơn Nhất phối hợp cùng đại diện cảng vụ hàng không miền Nam ra khu vực ga quốc nội mời hành khách lấy trộm điện thoại về văn phòng để làm rõ. Qua làm việc, ông Nguyễn Văn Thi, 46 tuổi ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cũng thừa nhận đã lấy trộm một điện thoại của người khác tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý, sách tay tại phi trường nội bài. Giới hữu trách không đã lập biên bản và bàn giao sự việc cho cảng vụ hàng không tại miền Nam tiếp tục xử lý. Theo an ninh hàng không phi trường Nội Bài, hành khách bị ông Thi trộm điện thoại là ông Đặng Đình đi chuyến bay VN1605 chặn Hà Nội đến thành phố Buma Ma tỉnh Đắk Lắk. Liên quan đến nạn trộm cắp ở phi trường, trước đó, hồi ngày 4 à vào sáng ngày 16 tháng 2, trung tâm an ninh hàng không Nội Bài cũng đã lập biên bản sự việc và bàn giao hành khách Trần Phương Phi 34 tuổi ở thị trấn. Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho đồn công an ở phi trường Nội Bài. Theo báo Tiểu Trẻ, ông Phi là hành khách trên chuyến bay VN168 từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Tại quầy làm thủ tục tại phi trường Đà Nẵng, ông Si đã âm đã gọi là cầm nhầm ví của khách hàng tên là Nguyễn Quang H để quên tại quầy thủ tục. Bên trong đó có 3 triệu rưỡi tiền Việt Nam và giấy tờ cá nhân. Thời gian vừa qua, thì ngoài hai vụ trộm nêu trên, lực lượng an ninh tại một số phi trường Việt Nam còn ghi nhận là nhiều hành khách cầm nhầm tài sản ở khu vực cửa soi chiếu an ninh. Khi bị phát giác, nhiều người nói là tưởng món đồ đó là của người đi cùng với mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.